Xin chào tất cả các anh em có chung niềm đam mê nuôi cá trình. Thì mình đang nuôi cá trình bông trên hệ Aqua, hệ tuần hoàn nước. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến tất cả các anh em hai cái loại vi sinh mà mình sử dụng trong hệ Aqua này. Loại thứ nhất mình sử dụng đó là chế phẩm sinh học IM, hay còn gọi là IM gốc. Thì loại này mình xài trực tiếp cũng được, mà mình ủ nhân mật số lên rồi mình xài cũng được luôn. Thì theo mình thấy là mình trước khi xài thì mình ủ nhân mật số lên thì sẽ tốt hơn. Thì nhà sản xuất cũng khuyên anh em nên ủ nhân mật số lên rồi hả xài. Về thành phần của cái chế phẩm IM này thì có nhiều chủng vi sinh có lại như là Bacillus, vi khuẩn Lactis và nấm men Saccharomyces. Bên cạnh đó còn một số chủng có lại khác. Thì cái chế phẩm sinh học IM này là tác nhân chính để giúp cái môi trường Aqua của chúng ta chuyển sang màu trà nha anh em. Nước của màu trà là cũng nhờ chế phẩm sinh học này. Và một loại vi sinh nữa mình xài đó là vi sinh của công ty UB, công ty cám UB. Anh em nào nuôi lươn thì sẽ biết rất rõ về công ty này. Công ty thức ăn, chuyên về thức ăn cho cá chẽm, thức ăn cho lươn đó anh em. Thành phần của chủng vi sinh này là những cái chủng Bacillus như là Bacillus subtilis, và đặc biệt là có cái chủng cuối cùng là chủng Bacillus lichenifomis. Thì mình lựa chọn cái dòng vi sinh này là nó có chủng Bacillus lichenifomis, là cái chủng này nó phân giải NO3. Cũng như anh em biết là trên hệ tuần hoàn của mình là có hai loại vi sinh vật phân giải amoni chính, đó là Nitrosomonas và Nitrobacter. Thì hai chủng vi sinh này là phân giải amoni NH3 và NH4 là thành NO2 và cuối cùng là thành NO3. Thì tới NO3 là hai chủng nó phân giải hết được rồi. Cho nên mình phải cần thêm một cái chủng là Bacillus lichenifomis, là cái chủng này sẽ phân giải tiếp tục NO3 là thành nitơ. Thành nitơ là nitơ nó vô hại nha anh em. Nitơ là nó cái khí nitơ là mình sụt khí là nó bay lên thôi. Và mình sẽ ở tập tiếp theo là mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em về cái hệ Aqua này. Tại sao hệ Aqua người ta kết hợp với trồng cây hay gọi là aquaponics? Thì cây xanh có nhiệm vụ chính là phân giải cái hợp chất cuối cùng của hệ tuần hoàn nước RAP là NO3. Thì những cái chủng vi sinh Nitrosomonas, Nitrobacter trong hệ Aqua không có phân giải được NO3, cho nên là người ta thường kết hợp với trồng cây là cái NO3 đó là cây nó sẽ hấp thu, nó làm đạm cho cây phát triển. Cho nên người ta thường thường kết hợp nuôi cá với trồng cây là vậy đó. Nhưng trong chương trình của mình cũng hệ Aqua, mình cắt cái phần cây xanh đi, là mình sử dụng cái chủng vi sinh khác đưa vào, nó phân giải NO3, bỏ đi cái vai trò của cây trong aquaponics. Thì mình sẽ nói cụ thể hơn ở tập tiếp theo về cái hệ thống tuần hoàn nước Aqua và aquaponics. Khi nào chúng ta làm Aqua hay còn gọi là tuần hoàn nước RAP, để khi nào chúng ta làm aquaponics. Thì nếu như chúng ta làm Aqua không thì phải bổ sung thêm một số cái chủng phân giải NO3, nó mới hoạt động tốt được. Thì mình sẽ không nói sâu về vấn đề đó, mình sẽ nói ở tập tiếp theo. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ với anh em hai cái nhãn hàng vi sinh mà mình sử dụng trong hệ Aqua này. Cá mình đang ngủ nha anh em. Để mình quay cho anh em coi nước sẽ có màu trà. Như vậy mới chuẩn hệ Aqua, hệ tuần hoàn Aqua nha anh em. Thì do cái hồ này
mình mới vận hành tầm 20 ngày nên nước nó từ từ nó sẽ chuyển sang màu trà. Thì có một cái hồ, có hồ cá lớn bên kia thì đã 2 tháng rưỡi rồi, nước nó chuyển sang, nó đã có màu trà rồi. Như vậy là mấy chuẩn màu nước của hệ Awa. Thì mình sẽ đi qua hồ bên đó cho anh em coi cái màu nước của hồ bên kia. Thầy, cái hồ này nước có màu trà nghe nè, là cái nước chuẩn của hệ Awa. Nước có màu trà rất đẹp. Thì đặc biệt mình trong cái hệ này mình đang vận hành là mình không thay nước và không vệ sinh bể nha anh em. Là anh em thấy bể ở dưới đáy hồ còn cặn dơ dữ lắm, nhưng mà cá vẫn phát triển bình thường, là do nguồn nước mình đang ổn định, hệ vi sinh vật trong đó nó cũng ổn định, môi trường nước nó ổn nên là cá phát triển khỏe mạnh. Đây cá con mình nó đang ngủ thì mình sẽ tiến hành cho nó ăn trùng chỉ. Mời anh em xem mình sẽ cho nó ăn trùng chỉ. Cá trong hệ mình nuôi thì ăn rồi ngủ thôi nha anh em. Mình cũng không có vệ sinh hồ thường xuyên hay là thay nước gì hết. Tại cái hệ vi sinh mình nó ổn định nên mình mấy cái việc đó mình không cần làm. Ương nuôi từ bạch tử 20 ngày tuổi. Mời anh em thăm hồ cá trình sai lớn. Sai này 2 tháng rưỡi thì tầm 75 ngày tuổi nha anh em. Cá đang ngủ. Cá này sai khoảng 200 con một ký nha anh em. Cá nuôi trên hệ này chỉ ăn rồi ngủ thôi, không có làm gì hết. Ăn no rồi nằm lăn ra ngủ. Cá nuôi trên hệ Awa. Đây là hệ thống lọc hạt canet. Thì đây là hai ngăn chứa hạt canet của mình, và bên kia là hai ngăn lắng và lọc. Thì mình xin kết thúc video của ở đây. Thì cảm ơn tất cả anh em đã đón xem. Thì tập tiếp theo mình sẽ nói về vai trò của từng chủng vi sinh trong hệ tuần hoàn nước hệ Awa, và mình cần phải bổ sung thêm những chủng vi sinh nào để phân giải sản phẩm cuối cùng của hệ tuần hoàn nước Awa là anh nậu ba. Vì lý do mình không có cái hệ, mình hệ Awa nhưng mình không trồng cây, nên mình phải bổ sung thêm một vài cái chủng vi sinh nữa để phân giải anh nậu ba. Nếu mà anh em không bổ sung những chủng vi sinh đó, anh nậu ba lâu ngày tích tỷ trong hệ tuần hoàn của mình thì nó sẽ đầu độc cho cá nha anh em. Rồi, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình.